Hello, xin chào mọi người đến với channel của mình. Mình là bên kho thiết bị thí nghiệm Khang Kiên. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một sản phẩm, đó chính là đồ dò dành cho máy đo oxy hòa tan của mình, của hàng Consor với mã model là SZ20T, được nhập khẩu phân phối trực tiếp bởi Khang Kiên, mà chuyên dùng để đo cho oxy hòa tan của bạn cho các máy của Consor các bạn. Và được chiều dài cáp là 3m các bạn ha, trọng lượng 0,3 kg, và điện cực oxy được bảo quản như thế này. Nó được đóng gói rất là kỹ càng các bạn ha, phân phối bởi Khang Kiên và được đòi vào kết nối vậy bên game và nhiệt độ được các bạn ha. Và ai có nhu cầu mua sản phẩm thì liên hệ với hotline 0936 60757 hoặc 0938 22991. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại với những video kế tiếp.